Dân Cường, anh sợ ma không? Hồi nhỏ mẹ em có kể cho em nghe một câu chuyện, nghe xong em sợ lắm. Chưa bao giờ em dám ngồi một mình ở ngoài này vào ban đêm. Vậy chúng ta mau vô nhà đi, coi chừng có ma đó. Em hết sợ rồi, tại vì có anh ở đây. Hơn nữa mẹ em nói em tinh ranh hơn ma, tới ma cũng sợ em. Còn anh có sợ em không? Sợ gần chết rồi. Văn Cường, ngày mai anh có rảnh để đi cùng với em không? Em muốn đi đâu? Em muốn anh đi dạo phố với em. Sắp tới sinh nhật một người bạn của em, em muốn mua quà để tặng. Muốn anh đi với em chỉ nửa tiếng thôi. Không được. Tại sao chứ? Tại vì anh có thể đi với em một tiếng lận. Lần này không được đến trễ nữa đó. Yên tâm đi, nếu ngày mai anh tới trễ nữa thì... Nếu ngày mai anh tới trễ nữa thì em sẽ biến thành con quỷ nhỏ nhảy ra cắn anh. Anh Hứa à, lão gia mời anh vô nhà một lát. Tôi biết rồi. Ba em gọi anh. Anh vô nhà một lát. Anh chờ em với. Cuộc đàm phán lần này với lợi sĩ rất là thuận lợi. Đây là bản hợp đồng sơ bộ. Cuối tuần này ông ấy phải đi Quảng Châu, nên tuần tới cũng vào lúc này là chúng ta có thể ký hợp đồng chính thức. Tốt lắm. Ngồi đi. Tốt lắm. Hôm ký hợp đồng chúng ta phải làm cho rôm rã một chút. Mời anh bạn của cậu làm khách mời quan trọng đi. Chúng ta nhất định phải cho người dân khắp bến Thượng Hải này biết chúng ta đang làm việc từ thiện. Tôi biết rồi. Gặp được cậu ấy, thay mặt tôi cảm ơn trước. Nói với cậu ấy, mai mốt tôi nhất định sẽ đích thân mời cậu ấy ăn bữa cơm. Tôi sẽ nhắn lại. Tôi không muốn cậu giống như tôi, suốt ngày chỉ lo chuyện làm ăn mà lại quên mất người đáng để cậu quan tâm tới nhất.